Xin chào tất cả các anh em nha. Video giới thiệu các anh em tham gia một chương trình AirGroup nhận 650 top cần Tesla nghe tất cả anh em. Thì chương trình AirGroup này sẽ kết thúc vào ngày 7 tháng 3. Còn 4 bữa nữa tất cả anh em là làm dự án này các bạn. Thì bạn nào chưa làm thì link phần để mô tả mình làm nhanh nha các bạn. Rồi sau khi click phần link mô tả các bạn mở Telegram bấm nút start nè bạn. Sau khi bấm nút start xong thì nó ra một cái giao diện như thế này nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào forecast nè bạn. À, bỏ qua nè các bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow và review xe Binet nè. Và Binet Messenger luôn các bạn. Đây làm dự án khá là ngon các bạn. Rồi, các bạn theo dõi nha các bạn. Rồi các bạn like và tự quyết bài viết đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn test lại nè, các bạn bình luận luôn các bạn. Các bạn tăng vài người bạn của mình vào đi. Ở cộng mình, ở cộng Google. Cộng review. Rồi các bạn test lại ba người bạn đi các bạn. Comment đi. Rồi các bạn mới đáp lại nha các bạn. Rồi bấm nét nha các bạn. Tiếp tục thì các bạn join kênh group kênh seller nha các bạn. Join một kênh chat nè. Chương trình này group này có 18.559 member, hơi ít chứ. Rồi tiếp tục bạn join tiếp kênh seller nha bạn. Follow kênh seller nè. Bỏ đáp lên nè. Rồi bạn join xong các bạn bấm comeback nha bạn. Tiếp tục thì gọi địa chỉ ETH trên YouTube Wallet nha bạn. Chạy trên nền tảng EC20 nha bạn. Rồi bạn sẽ chép giá gà ETH quá cao rồi bạn. Các bạn cố gắng làm rồi bạn. Biết đâu về sao. Rồi bạn giá vào nha bạn. Các bạn gửi cho bot nha bạn. Tiếp tục thì các bạn bấm vào blue file nha bạn. Telegram win ghép phơn. Các bạn lên ghép chia sẻ cho bạn bè và người thân nha bạn. Ủa balance đem chết số cần kiếm được các bạn. Mình đã nhận được 663 tốc cần Tesla này bằng giá khoảng 1.500 đô. Sao nó không lấy thông tin Twitter của mình ta? Rồi nó lấy ID của mình nghe bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.